đường ở đoạn này tầm 1 tiếng đồng hồ. Sau 1 tiếng tắt đường, giờ đường đã thông, đường đã thông dần dần rồi. Quá giờ dài luôn. Cái bom dầu cái xe này chắc nó phải nhiều cho mình ấy, 100 lít, hai nó phải cũng là 300 lít. Xe này nó không phải giống như xe ô tô con nhìn từ dưới đâu. Cái ô tô này chắc là to nhất thì mình, thì dài nhất thì chưa bỏ được. Quá dài, 20 mét. Ôi, mất cái này mà về thôi. Quát rồi, cái này là rất là nhiều. Nước là
cái xe to này qua rồi. Nguy hiểm đấy, con xe to này mùa này đi đường này nguy hiểm hết đấy. Nhưng mà như lúc đấy không cẩn thận là cô còn phải gì mà vẫn tập đường lớp lớp. Tầm này còn rất là nhiều người đi chứ, 7 giờ đấy. Vậy thì mang về lại để treo lên cây. Bác này thổ rất nhiều này. Sọt này chắc phải rơi hai tạ mấy trên này, hai tạ rưỡi này. Chưa? Yeah. Hai tạ rưỡi rồi đấy. Hai bao trước, hai bao ở bên dưới đó. Đấy nó cân. Cái xe to cái dán kia rồi. Vẫn không thể nhúc nhích được. 2-3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng đồng hồ rồi. Chú đi ngắm cảnh hay là đi công việc? Chơi thôi, ra xem cảnh thôi. Đúng rồi. Đúng là mùa này thì bà con nếu mà để đi du lịch ấy thì về quê hương Lục Ngạn này. Ngắm đường, ngắm phố. Một trong những cảnh quan độc nhất vô nhị trên thế giới này. Quá là đẹp luôn.